Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn tiếp tục chia sẻ với các bạn món đó là món ốc. Hôm trước thì mình có chia sẻ cái món ốc luộc và cái pha nước chấm ốc như nào rồi. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cái món đó là món ốc sốt me. Đấy thì hôm trước mình nàng số lượng nó nhiều, bởi vì hôm đấy là nói thật với các bạn là có bàn rượu. Hôm nay là không có bàn rượu, chỉ có gia đình ăn với nhau thôi, thì mình làm số lượng nó hơi ít. Đấy thì để làm được cái này thì hôm trước mình vội, mình không chia sẻ được cái cách ngâm ốc cho nó sạch. Thì hôm nay mình chia sẻ ốc mình rửa qua rồi. Và đây là mình có một ít nước vo gạo, mình vừa mới vo gạo nấu cơm. Thì mình sẽ bỏ ra đây và mình ngâm ốc. Hơi nhiều nước thì thôi cho vào đây. Ngoài ra thì mình có hàng quả ớt cay mình sẽ cắt ra mình cho vào ngâm. Thì cái thời gian ngâm thì các bạn ngâm lâu tí càng tốt. Mình đấy thì mình ngâm độ 3 tiếng. Tại vì thực ra mà để ngâm lâu thì các bạn muốn đấy thì các bạn phải ngâm từ sáng đến tối các bạn ăn. Đấy mình không thời gian thì mình ngâm độ 3 tiếng. Đấy ok, mình cứ để thế khoảng độ 3 tiếng sau mình sẽ quay lại nhé. Đấy, ốc này thì mình bỏ qua cái bước rửa ốc với cho vào luộc như thế nào nhé. Đây là mình luộc rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái video trước mình có nói về cái cách luộc ốc như thế nào rồi. Thì sau cái video này mình sẽ để ở cái phần mô tả để cho các bạn xem nếu như các bạn chưa biết luộc như thế nào. Thì sau khi ốc luộc xong rồi thì mình sẽ dùng một cái kìm này để mình bẻ, mình bóc bỏ cái đít ốc này. Mục đích của mình làm sao mình phải bẻ bỏ cái này, bởi vì là mình khi mình ấy bỏ cái đít này ra thì mình cái ốc của mình ấy, khi mình sốt me ấy, thì cái sốt me nó ngấm sâu ở bên trong, ngấm được cả hai bên, hai đầu thứ nhất. Cái thứ hai là mình ăn mình không cần phải lấy tăm lấy để mình nhể, mà mình có thể các bạn thích nhể thì các bạn nhể cho nó sạch thôi, còn các bạn có thể hút trực tiếp ở cái miệng ốc này là nó sẽ tụt ra luôn đấy. Quay mình bẻ cái này là đít này là có hai tác dụng như thế. Đấy, bây giờ mình sẽ bẻ cái đít này, mình cứ bẻ hết. Thực ra cái bước này thì nó cũng hơi mất thời gian một tí, hoặc là các bạn có thể dùng cái con dao cho vào thớt. Đấy, các bạn đấy, cái này thì hơi trơn, chứ các bạn chỉ bỏ một tí là được. Xong các bạn đi rửa bỏ một loạt thì cho nó khỏi có cái vụn này ra thôi. Nó hơi mất thời gian một tí nhưng mà khi sốt nó ngấm vào trong thì nó sẽ ngon hơn. Các bạn xem kênh của Phùng Tấn thấy hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ giúp Phùng Tấn nhé. Món ăn thì có những món cầu kỳ và món rất là nhanh. Món này thì rất là nhanh nhưng mà chỉ có mỗi cái công đoạn là mình bẻ cái này thì nó hơi một tí. Còn nếu như các bạn có thể là dùng cái dao các bạn đập cái này, cho dù như thớt đập cái này thì nó cũng đứt cái đít này là được. Đấy, vậy là mình đấy một lúc thì là xong được cái đít bẻ bỏ một cái đít ốc rồi. Thì cái này thì các bạn mình phải đi rửa sạch nhá, không có khi mình bẻ thì nó sẽ vụn ra những các cái sạn này đấy, ăn nó rất là khó chịu. Và bây giờ mình phải đi rửa sạch. Đấy, vậy là mình đã rửa sạch cái được cái ốc rồi, rửa cái sạn rồi. Bước này nếu như các bạn mà thấy nó hơi mất thời gian của các bạn thì các bạn có thể bỏ qua, các bạn cho vào các bạn sốt trực tiếp. Nhưng mà sốt thế thì cái nước sốt nó rất khó ngấm vào bên trong. Mình ăn thì mình phải dùng sốt me để mình quệt mình chấm vào ngoài đấy. Và làm cái cách đấy thì các bạn phải dùng nhể để các bạn khêu cái ruột, còn cách này thì các bạn hút trực tiếp ra nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái gia vị để làm cái sốt này. Gia vị thì rất đơn giản thôi. Mình chuẩn bị một ít dừa lạo này. Cái dừa lạo này thì mình cho một ít thôi để rắc lên cho nó đẹp thôi, ăn bùi bùi thơm. Ngoài ra thì có một cái sốt me mình không chia sẻ cái video này nhá, tại vì mình đã có cái video chia sẻ cái cách sốt me rồi, cách làm sốt me rồi. Xong cái video này mình sẽ để cái sốt me này ở dưới đường, ở phần mô tả. Cái phần mô tả thì mình giới thiệu các bạn là có những bạn không biết cái phần mô tả nó ở chỗ nào đâu, thì có rất nhiều bạn hỏi nhiều quá, nhiều lúc thì mình không có thời gian để mình trả lời được. Thì video thì mình nói chung để cho tất cả các bạn xem, các bạn để ý cái phần mô tả thì mình để
Ở phần mô tả thì nó ở cái dưới video nhé. Khi các bạn mở cái video ra thì nó ở dưới video, ở bên tay phải nó có cái mũi tên nhỏ nhỏ, thì các bạn tích vào đấy thì nó sẽ ra cái phần mô tả nhé. Đây mình sẽ để cái đường link phần mô tả của cái cách luộc ốc này, và đường link của cái cách làm sốt me này. Sốt me này của mình làm sánh tự nhiên nhé, không phải dùng bột đâu nhé. Mình thấy nhiều bạn dùng làm cái sốt me cứ cho bột vào ăn như thế nó không ngon đâu. Đấy, đây là sánh tự nhiên, các bạn có thể vào tham khảo nhé. Cái món ốc này thì món sốt me thì ngon hay không là ở cái sốt me nhé. Đấy, ngon hay không là phụ thuộc vào cách làm sốt me của các bạn. Đấy. Ngoài ra thì mình có chuẩn bị mấy cây sả, ba cây sả này, một ớt này. Ớt thì các bạn có thể ăn cay được, các bạn cho không thì thôi. Đấy, có thể các bạn cho thêm ớt sừng vào cho đẹp, và một ít gừng. Ok, thì như thế là xong thôi. Bây giờ mình sẽ đi thái sả, mình thái gừng, thái ớt. Đấy, cái này thì mình thái bát nhé. Các bạn có thể thấy nó tròn, mình thấy thái bát lên thì nên thì nhìn nó đẹp hơn, thì mình thái bát. Các bạn xem video của Củ Tấn thì đôi khi các bạn muốn ăn ốc không muốn đi ra quán, các bạn có thể mua về làm tại nhà. Đấy, nó cũng rất đơn giản thôi, không có gì là khó cả. Mình chia sẻ thì mình chia sẻ thật tâm, các bạn ai xem các bạn cũng có thể làm được theo. Các bạn quan trọng là các bạn xem, các bạn phải đừng có tua. Các bạn xem, các bạn phải xem chi tiết. Đấy, thì các bạn làm thì giống được. Chứ còn nhiều các bạn xem, nhiều bạn xem, các bạn cứ tua xong rồi các bạn lại cứ hỏi. Mình xem qua video mình đã là khó làm rồi, không như thực tế ở ngoài nhìn tận mắt. Đấy, nên các bạn xem, các bạn nhớ xem nó chi tiết. Mình đã thích nấu ăn, mình đã muốn tìm tòi học hỏi thì mình xem làm sao mà có 5 phút bạn xem cả 5 phút, 10 phút các bạn xem, 10 phút là dành, chỉ dành 5-10 phút là xong thôi. Bây giờ mình sẽ cho vào mình sốt nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái sả và mình phi lên. Cái sốt me này nó là sốt, mình không cho nhiều dầu nhá, mình cho một ít dầu thôi. Nhiều dầu thì mình phi cái sả thì nó dễ hơn, nhưng mà vì nó là một sốt này. Sốt me mình cho nhiều dầu ăn nó còn béo, nó không ngon. Mình cho ít để mình đảm kỹ một tí. Đấy, sau khi chả qua là qua rồi, mình sẽ cho nốt cái gừng vào đã cho thơm. Khi gừng chả mình thơm rồi, mình sẽ cho ốc vào luôn nhé. Cho ốc vào thì các bạn cho cái sốt me vào, mình cho một muôi này, hai muôi này, cho ba muôi nhé, ba muôi lẩu. Cái này của mình muôi nhỏ nhé, muôi lẩu nhỏ cho ba muôi. Bây giờ các bạn chỉ việc tóc cho nó sốt nó bám đều vào trong thôi, nó ngấm sâu vào bên trong. Mình cái này sốt nhanh thôi, ốc mình luộc rồi. Đấy, thì mình sốt cái này chỉ trong vòng 1 phút 2 phút là xong thôi. Đấy, sau khi sốt của me của mình ngấm đều vào rồi, mình sẽ cho nốt cái ớt vào nhé. Ớt này chỉ là phụ họa thôi nha, các bạn thích ăn cay thì các bạn cho vào, các bạn không thích ăn cay thì các bạn có thể bỏ qua, hoặc các bạn muốn đẹp nữa các bạn có thể cho cái ớt sừng vào. Đấy, bây giờ mình sẽ tóc đều cho ra ăn nhé, nó đơn giản thế thôi. Vậy là cái món ốc sốt me của mình đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn công đoạn cuối cùng là mình cho một ít dừa dận nạo lên ăn kèm cho nó thơm, như nó bùi. Đấy, vừa là trang trí vừa là ăn cho nó ngon. Đấy, mình không cần cho nhiều quá đâu. Thế thôi, ok. Đấy, vậy là cái món ốc xà me của mình, sốt me của mình nó hoàn thành. Thì chúc các bạn thành công với món ốc sốt me này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.